Kính chào quý vị. Bây giờ là thời lượng của bản tin năng lượng hiệu quả. Chương trình sẽ phát sóng vào 20 giờ 50 phút thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên VTC 14. Trong 10 phút bản tin sẽ tập trung phản ánh và phân tích, nêu bật vai trò quan trọng mang tính chiến lược của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong việc phát triển bền vững nền kinh tế đất nước giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai. Mở đầu bản tin năng lượng hiệu quả kỳ này là những thông tin năng lượng trong nước và quốc tế cập nhật. Thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ cuocthi2024.tietkiemnangluong.com.vn bắt đầu từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2024 đến 12 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2024, được chia thành 5 kỳ thi. Nội dung thi bao gồm các chủ đề về sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả trong gia đình, trong các ngành công nghiệp, công trình xây dựng và giao thông vận tải, văn phòng, nhà xưởng, chính sách năng lượng, nhãn năng lượng, chiến dịch giờ trái đất. Các bước tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Bước 1. Truy cập website cuộc thi tại địa chỉ cuocthi2024.tietkiemnangluong.com.vn. Nhấn nút tham gia. Bước 2. Nhập số điện thoại, họ tên, đơn vị công tác để đăng nhập tham gia cuộc thi. Bước 3. Trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm. Bước 4. Bấm nút gửi bài thi. Bước 5. Dự đoán số người dự thi trong cùng kỳ. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, đến cuối quý 2 năm 2024, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc phát triển công trình xanh và tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay, cả nước có khoảng 476 công trình xanh với tổng diện tích sàn đạt 11.489.000 m², trong đó có 30 công trình đã được thử nghiệm và cấp chứng nhận hiệu quả năng lượng. Trong lĩnh vực sản xuất xi măng, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư thiết bị tận dụng nhiệt thừa để phát điện, giúp tự túc 20-30% sản lượng điện và giảm đáng kể lượng bụi phát thải ra môi trường. Đến cuối tháng 11 năm 2023, cả nước có 8 tỉnh với 27 dây chuyền lắp đặt hệ thống sử dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện với tổng công suất là 186,37 MW. Các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng tối thiểu 90% vật liệu xây dựng không nung. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Trung Du và miền núi phía Bắc, Đông Nam Bộ sử dụng tối thiểu 80% và các khu vực khác sử dụng tối thiểu 70%. Những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Chuyển sang phần tin năng lượng quốc tế, Iran rút ngắn thời gian làm việc để tiết kiệm năng lượng. Chính phủ Iran đã phải ra quyết định rút ngắn giờ làm việc tại các cơ quan nhà nước và ngân hàng ở một số địa phương do nắng nóng gay gắt đang ảnh hưởng trên cả nước. Theo đó, giờ làm việc sẽ được điều chỉnh từ 6 giờ đến 10 giờ sáng giờ địa phương. Quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa tình trạng mất điện. Biện pháp trên được áp dụng tại 15 tỉnh, trong đó có Tehran, Isfahan và Abbas. Các dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Chính phủ Iran từng chỉ thị các cơ quan nhà nước đóng cửa trong những ngày nắng nóng cực đoan. Hãng tin Nord News thông báo nhiệt độ của Iran đang tăng gấp đôi tốc độ nhiệt độ toàn cầu, vốn đã tăng hơn 1 độ C so với trung bình dài hạn. Trong khi đó, Iran đã tăng hơn 2 độ C trong 50 năm qua. Năm 2023, Iran đã ban hành lệnh nghỉ lễ toàn quốc kéo dài 2 ngày do nhiệt độ tăng cao bất thường. Trong bối cảnh tiết kiệm năng lượng được đặt lên ưu tiên hàng đầu, nhiều thành phố tại Pháp đã tự trang bị cho mình đèn đường thông minh và bóng đèn LED cho phép giảm đến 65% mức tiêu thụ năng lượng. Chỉ bật đèn đường khi có người đi bộ hoặc ô tô đi qua, điều này có thể thực hiện được nhờ các giải pháp khác nhau mà chính quyền địa phương đang dần áp dụng. Nhật báo Le Figaro cho biết xu hướng này đang ngày càng được chú trọng theo yêu cầu của chính phủ nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm năng lượng. Tại Pháp, theo thống kê của Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường ADEMI, hệ thống chiếu sáng công cộng tiêu thụ hơn 56 terawatt mỗi giờ.
Mỗi năm, tương đương 12% lượng điện năng tiêu thụ hàng năm. Để giảm chi phí năng lượng này, một số công ty Pháp đã phát triển các hộp điều khiển tự động gắn trực tiếp vào đèn đường. Do đó, họ có thể kiểm soát ánh sáng của mình vào ban đêm và đạt được mức tiết kiệm đáng kể. Cụ thể, nhờ hộp kiểm soát này, cường độ của đèn đường được điều chỉnh giảm xuống 10% vào ban đêm và tự động bật lại khi phát hiện có chuyển động. Đối với các phương tiện được trang bị đèn pha, cường độ chiếu sáng của đèn đường cũng giảm. Những chiếc hộp này giúp tiết kiệm 65% năng lượng tiêu thụ. Các hộp cảm ứng đầu tiên của Kawantech đã được lắp đặt trên 500 đèn đường ở Toulouse vào năm 2016. Ngày nay, công ty khởi nghiệp này đang quản lý 4.000 chiếc được lắp đặt ở nhiều thành phố như Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg, Limoges và Rennes. Theo Yves Le Hanef, nhu cầu đặc biệt tăng nhanh kể từ năm 2012 khi cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến các hóa đơn điện gia tăng và các địa phương phải tính đến việc tiết kiệm điện năng. Quý vị đang theo dõi bản tin năng lượng hiệu quả trên VTC14, chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 1.796 người trực tiếp tham gia các sự kiện, 3.900 viên pin, 2.260 kg giấy, 300 cuốn giáo trình, 1.000 chai nhựa đã được thu gom là thành quả mà mạng lưới tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại các trường đại học, cao đẳng Green Uni đã thực hiện trong vài tháng qua. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước, trồng cây xanh là thông điệp mà Green Uni thực hiện thường xuyên, phần nào lan tỏa và tạo thói quen tiết kiệm năng lượng trong giới trẻ. Đã thành thói quen, từ 4 năm nay, Nguyễn Thị Nhật, sinh viên trường Đại học Hà Nội, luôn tạo cho mình một thói quen về việc tiết kiệm năng lượng cũng như bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động của mình. Đây là một buổi sinh hoạt trao đổi kiến thức của Nhật cùng nhóm bạn. Những vật dụng mang theo bên mình của Nhật cũng như các bạn luôn hướng đến việc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, từ những việc nhỏ nhất đến những hành động cụ thể. Những điều nhỏ này đã tạo thành một thói quen tốt, lan tỏa ra những bạn trẻ xung quanh. Sau khi mà tham gia vào những cái sự kiện hoặc là những đợt bổ sung những cái kiến thức về tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng thì về phòng em đã thực hành những cái hành động ví dụ như là sử dụng cốc này, ra ngoài sẽ tắt những cái thiết bị mà khi không sử dụng hoặc là lau dọn và dùng túi vải. Hiện tại, dự án có 9 câu lạc bộ tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia với nhân sự khoảng 200 thành viên. Các thành viên thực hiện truyền thông, tạo ra các sân chơi nhằm kết nối, huy động sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Green Uni đã tổ chức được nhiều workshop cũng như các chương trình có sức lan tỏa đến cộng đồng. Green Uni rất vinh dự khi được hợp tác cùng với tổ chức hợp tác quốc tế GIZ, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng như là Tổng cục Tiết kiệm Việt Nam. Và thông qua lễ ra quân ngày hôm đấy thì sự kiện của chúng mình đã thu hút được rất nhiều sự tham gia từ đông đủ các lứa tuổi, từ những bạn bé cho đến những người lớn như ông bà lớn tuổi. Và chúng mình rất là vui khi mà có thể đem được những kiến thức liên quan đến năng lượng cũng như là về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng đến cho tất cả mọi người, và mong rằng hy vọng là thông qua những sự kiện như thế thì mọi người có thể nâng cao nhận thức của mình về việc tiết kiệm và sử dụng bảo vệ năng lượng hơn. Và bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng là một xu hướng đẹp và có ý nghĩa của giới trẻ Việt Nam. Bằng cách thực hiện những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa, chúng ta không chỉ góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sống cho bản thân, gia đình và xã hội, mà còn tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất và sáng tạo trong học tập và cuộc sống cùng những người trẻ. Hãy cùng nhau thực hiện những hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn này. Sử dụng năng lượng tiết kiệm sẽ góp phần giảm chi phí tiền điện, góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Điều chỉnh ý thức thói quen sử dụng điện cũng như là đầu tư hợp lý cho thiết bị điện gia dụng thì việc giảm tiền điện mỗi tháng là không quá khó. Mỗi hành động nhỏ từ các bạn trẻ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Bản tin năng lượng hiệu quả, chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.